Hai mẹ chồng với anh chồng Như đang chuẩn bị soạn đồ, lo ủi đồ, rồi để mình xếp sắp xếp để mình chuẩn bị cho chuyến đi chơi Jacoban mà Dương hay nói cho cả nhà mình nghe đó. Háo hức lắm. Anh chồng Dương á là rất thích đi chơi, thích khám Dương phá. À, thích thích em còn bé bé biết cầm em thích em thích bớt nắm 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 thích nắm nhưng mà thế đó là nắm rồi đấy đây đấy thì cái phát thích hiện nhưng xem mà là không phải là nắm có hả để đi bất chấp, giống như là hay kiểu tiết kiệm đấy á, là nắm nắm chừng nào là thấy phải là dư giả mới đi, sẽ phải là đấy còn nếu đấy mà còn đấy eo hẹp đấy á, đấy là không có ưu tiên đấy đi. Nhưng anh chồng Dương á thì không biết eo hẹp dư giả gì, miễn sắp xếp được là sẽ đi chơi. đó lắm Việt Nam mà mùi mùi hay thơm Ừ. mùi bỏ 12 tháng 13 trip đó cả nhà. Ảnh khoe đó, hồi lúc mà ảnh chưa cưới vợ á, lúc đó ảnh làm việc bên Sài Gòn Việt Nam mình đó cả nhà. Cái ảnh nói là tháng nào anh cũng đi, mà một năm 12 tháng anh nói đi tới 13 lần. Đây nè, đây nè. Thanh niên nhỏ tuổi. Rét đó con, rét. Thanh niên nhỏ tuổi, thanh niên nhỏ tuổi nhiều chuyện lắm. Thấy ta làm gì cái nhào nhào vô. Black, black hả con? Blue hay black? Blue, blue. Dark blue. Hai khăn là khăn nó pink pink pink. Thanh niên nhỏ tuổi nóng đó nha, không có lại nóng gần ba. Con đứng ở đây, con đứng đó, con thích gì con chơi đó đây. Con đứng đây con chơi nha. Đó, green. Thanh niên nhỏ tuổi. Cổ vũ ba nữa kìa, cổ vũ ba đi, vỗ tay cổ vũ ba đi hả con, vỗ tay con cổ vũ cho ba coi. Ba nè, ba ủi xong rồi ba xếp lại gọn gàng nè, ủi đồ cho bà nội cho mẹ chồng Dương á cả nhà. Đồ của mẹ chồng Dương là cái kiểu giống như áo dài mình vậy đó, cho nên lúc nào là cũng phải đi đâu phải ủi, không nó nhăn. Ủi xếp gọn gàng vậy đó cả nhà, thấy không đó. Thanh niên này cũng đỡ, mẹ chồng Dương có anh chồng Dương cũng đỡ, thế con gái chưa chắc con gái ủi được như anh chồng Dương. I said honey xem like daughter. Như con ba 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 không phải ma ba 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 mà nó kêu ma ma. Con chào cô chú chưa? Dạ dạ đi, dạ con xin chào cô chú. Đấy đấy đây nè, đây nè, đây nè, chào bác đây. Chạy chạy đi, chạy đi vậy đó. Đi lấy hay gì đó, trời ơi, ảnh đi lấy con khỉ, anh đi lấy con khỉ nè, chạy từ 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 thôi con, đi lấy con khỉ á, tối ngày thương thương con khỉ vậy đó cả nhà. Trời ơi, học y bé bé Phin. Cà chớn lắm, cà chớn lắm này cô chú. Cà chớn ba 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 bà nói tiếng Việt kìa, nóng nóng. Bà nói tiếng Việt đó cả nhà, nóng nóng. Dương hay nói ranh vi nóng nóng á. Vậy con cầm khỉ cho con ha. Ủi chắc hơn một tiếng hả honey, how long? One hour hả, một tiếng đồng hồ. Chồng đổ mồ hôi mùa hê. Đây ủi được bao nhiêu đồ nè cả nhà, sau một tiếng ủi cho mẹ chồng Dương anh ủi nhiêu đồ đó. Cũng một bộ là ra tới ba cái món đồ ấn là một bộ tới ba cái lận, áo rồi quần rồi thêm cái gì nữa mà tới ba cái. Cái khăn tròn nữa, bởi vậy là một bộ là ra ba cái lần á. Anh chồng như lấy vali xuống giờ lao nè, bụi quá để lâu quá quên lấy cái bọc bọc lại. Honey, next time thách được câu vợ honey.
Forgot we have many cover. Before black this hả này? You cover that then clean. Này cái em Danvi này em nhiều chuyện nè. Thấy gì lạ lạ nhiều chuyện rồi. Purple con, purple. À black nữa, hair black also. Black and purple. Black đây nè con, black. À đó black đó con, black. Black. This one I bought it 8 years ago. Oh. Anh Trọng Dương nói anh mua 8 năm trước rồi đó. In Qatar. Mua ở bên Qatar, lúc hồi đó anh làm việc bên Qatar. How much honey? How much? This one? I don't know. Oh, 10 year luôn chứ không. Mom said 10 year. This one is Bushka. Rồi đó nó khoái. Ê, ngã không được nha con, ngã đó nha, nó ngã cúng con á, rồi đó nó đẩy đi rồi đó. Tập thể dục đi. Đánh răng gì á, thì đánh răng mẹ đi, nó đi đánh răng nữa. Cái này Cái này exercise. Close the nose. À, nhà Dương là buổi tối anh chồng với mẹ chồng Dương lại ăn chapati nữa nè. Rồi bài đặt bữa nay ảo thực gia. Trời ơi, Linh Vi nó ngồi nó vỗ tay kìa ba. Mấy cái nguyên liệu này là Dương chuẩn bị nấu ăn cho Dương với Linh Vi nè. Bữa nay nấu đơn giản thôi, nhà còn ít tôm, Dương sẽ xào chung với lại khoai tây. Cái này chuẩn bị nguyên liệu cà chua, tỏi, hành tím với lá spinach. Mấy cái này Dương sẽ xào chung nè, hai mẹ con ăn nhiêu đây đơn giản thôi. Thank you.
Vậy là cái món tôm xào của Dương xong rồi, nó chín. Bây giờ Dương sẽ tắt bếp nha. Bà ba Ranvi bồng Ranvi đi ra ngoài cửa giùm Dương nè. Mỗi lần đi đâu cái hay phụ bồng, tại vì Dương đem chiếc xe xuống á, làm gì cho nó nhanh. Xe đạp của anh. Bye ba đi, con bye ba ba. Bye. Giờ Dương dẫn Ranvi đi ra ngoài lo mua đồ đạt để ngày mai mình đi chơi nè cả nhà. Đặt sữa rồi mua bánh, lựa đồ ăn sáng rồi mình chuẩn bị. Ở đây mình đi đâu là phải chuẩn bị đồ ăn sáng, không có ai bán đồ ăn sáng cho mình hết á. Nên trước khi đi chơi là phải đi chuẩn bị nãy kia. Đặt sữa cho Ranvi đi ra lấy. Anh chồng Dương thì còn bận làm việc nên hai mẹ con đi thôi. Sẵn dẫn nó đi ra nhà có ít gạo cái cho mấy chú chim này nó ăn, xong rồi quay qua đi mua bánh mì đồ. Dương mới có đổ chút xíu thôi mà nó bay về coi kìa. Đó, nó thấy cái chỗ này là ai cũng đi lại đây đổ đồ ăn nè. Bởi vậy nó biết á, vừa đổ cái là nó đi xuống quá trời luôn. Coi nè. Ồ, nó bay về nè. Đó. Ranvi bữa nay không có cho chơi tại gấp đi mua đồ. Đổ rồi hai mẹ con đi liền để đi qua mua đồ liền nè. Rồi thôi bye bye chú chim đi con. Bye chú chim, mình đi mua đồ. Đi. Lá cây chưa gì nhưng thấy rụng quá trời nè. Mới có mấy ngày không đi ra đường, cái hôm nay đi ra thấy lá nó rụng đầy ở dưới mặt đường hết trơn rồi nè cả nhà. Vậy là bắt đầu vào thu rồi đó. Nhưng mà đầu thu thì lá nó chưa có chuyển màu gì nhiều đâu, mới có rụng rụng vậy thôi đó. Bây giờ hai mẹ con Dương sẽ đi mua bánh mì trước, xong quay qua cái siêu thị mua mấy cái đồ lặt vặt cần thiết, xong rồi quay trở lại cái thùng mà người ta giao đồ online đó, lấy đồ online thì mới xong. Mua bánh mì xong rồi, bây giờ để lên xe cho Ranvi, bây giờ đi mua tiếp. Đi qua đây mua đồ nè con, quẹo qua nha. Lái ra nha. Giờ đi qua đây lấy sữa đặt cho Ranvi, đặt online á. Đi qua đây mình nhấn mình lấy, chỉ cần là vô cái app nhấn nút cái nó tự mở cửa. Ủi đồ cho mẹ chồng, bây giờ tới đồ của ảnh. Đồ Dương á thì đợt này Dương mua mấy cái vải á, không có nhăn, không cần ủi gì đâu. Rồi bắt đầu ủi đồ ha. How many dress
you attack? Seven days, 10 rest. 10 rest, 7 days. Mm. Đem 10 bộ. 7 ngày đem 10 bộ. Lấy có một cái vali mà cả nhà chung không biết đủ chỗ không? Hy vọng là đủ chỗ để khỏi mất công lấy tùm lum. Đồ Ấn Độ. Đồ Ấn Độ hả? Mua Ấn Độ. Anh chồng như mới nói tiếng Việt, mấy cả nhà nghe rõ không? Để Dương nói lại. Ảnh nói là cái áo này ảnh mua bên Ấn Độ. Rồi đi chơi mà mặt mừng rỡ dễ sợ luôn nè cả nhà. Đó, ủi đồ xong hết trơn rồi, bây giờ cái cơm nước đồ xong cái đem đi xếp vô vali. Trời ơi, ham đi chơi đến nỗi mà kêu bỏ vô vali xếp đồ đồ xong hết đi rồi hả ăn cơm. Dương nói rồi làm vậy rồi đói bụng rồi xỉu luôn, tới nửa đêm luôn rồi lấy gì mà ăn cơm nổi. Dương nói thôi đi ăn cơm đi rồi hả làm. Vậy mới nghe đó cả nhà. Chứ nếu mà một mình là không ai khuyên là coi như phải làm đồ trước rồi mới đi ăn đó. Ranh Vi xem tivi nè cô chú. Cho Ranh Vi ngồi ở đó ngậm cái núm vú để Ranh Vi xem tivi. Tới giờ ghiền cái núm mà chứ không là đi xuống với ba rồi đó. Chừng nào mà ngậm cái núm hết ghiền rồi mới đi xuống. Đó, một mình ảnh nhiều đồ rồi đó nha. Enough. Full your on your then me nữa. Dương chưa lấy đồ ra nữa. Chưa soạn đồ nữa đó. Lo lu su bu. Và thách mâm rèn. Ai giờ tới mẹ chồng Dương đem đồ ra xếp vô. Hả? Hả? Đi hai chập. Thêm chập nữa. Cố ba mà con. Hả? Hai con ba cho. Ê, đang rồi đó. Đang rồi. Oh my god, về quanh bát nó đi nữa. Bà nội too much red. Đồ của bà nội á đem seven rest. À có 7 bộ thôi nhưng mà chiếm hết cái vali rồi, tại vì đồ Ấn á. Bữa Dương có nói lúc ủi á là lúc ủi Dương có nói là một bộ nó ra tới 3 cái lần. Lấy cái này nguy hiểm con, trả lại cho mẹ. Trả lại cho mẹ, đưa cho ba đi. Rồi ba thách kìa ba. You thách night dress. Night dress 9 bộ. 9 lần 3 27 cái rồi. Mà đồ Ấn nó dày nữa, nó đâu có mỏng đâu. It's like they don't produce it. Hmm. Ladies. 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 Cuối cùng chốt lại cho bà nội, để riêng một cái giỏ cho bà nội. Gia đình Ranh Vi một cái vali, bà nội sẽ để riêng một cái giỏ. Chứ bây giờ mới đầu tính đâu cả nhà để cùng cho nó gọn. Anh chồng Dương đỡ cực, ai về đâu không đủ chỗ rồi. Tomorrow mặc cái gì nè. Wow. Đây. Ngày mai mặc bộ nào cho nó thoải mái, bộ này đi, giải cho nó thoải mái.
lại cho thoải mái. Đồ mới nè, chưa lấy cái mạt. Wow, oh no. That's interesting. Wow. So market? No, no, no. Now through the chat. Trời, cái đèn chỗ này nó hư nữa rồi. Nè, nhà Dương trước khi đi dọn mấy bịch rác, cái đèn hư rồi cả nhà ơi, nó có hù à. Giờ anh chồng Dương buổi tối nè. Mình sáng mai mình đi chơi à, cho nên giờ nhà có nhiêu rác đem đi bỏ hết. What are you doing, honey? What are you doing? Trời ơi, anh chồng như come back. Trời ơi, chuẩn bị ngày mai đi chơi, háo hức hết trơn cả nhà ơi. Cạo râu. Trời ơi, còn nói đẹp đẹp nữa chứ. Cạo xong coi, cạo xong coi đẹp không? Five minutes. Ok. Rồi coi ba kìa, chờ tư để coi ba cái ba cạo không, ba khoe mọi người, ba nói ba cạo râu không, đẹp đẹp không, hỏi cả nhà cái đẹp không. Cạo xong rồi đó cả nhà, cạo râu xong. Red, con này cô chú lấy hai cái vòng bà nội đeo như là đeo na tra vậy. À, red red rồi, nó thấy cái vỏ màu đỏ nó chỉ nãy giờ nè cô chú. Oh red red rồi, đưa đâu đưa vàng cô chú xem. Ba rồi, nó gọi ba, nó kêu ba, nó cái vỏ màu đỏ. Ba red ba. Con nó đeo vàng nè cô chú. Nó khoái lấy hai cái vòng của bà nội đó, nó để vô tay nó vậy đó. À đây là hả, khoe cô chú hả, trời ơi nó khoe cô chú rồi nè. Đó, đẹp ha con ha, đẹp ha, nó khoe cô chú hai cái vòng. Xin chào, hẹn gặp cả nhà video tiếp theo.